Xin chào quý vị và các bạn. Do tác động của không khí lạnh tăng cường nên toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều phổ biến không mưa, đêm và sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Nhiệt độ giảm mạnh vào thời điểm này với mức nhiệt thấp nhất phổ biến chỉ dao động từ 11 cho tới 14 độ, vùng núi là từ 7 đến 10 độ. Riêng vùng núi cao như là Sapa, Mẫu Sơn, Đồng Văn hay là Pha Đin, nhiệt độ chỉ ở mức dưới 5 độ. Trời rét buốt, vùng núi cao có thể xuất hiện sương muối. Còn trong trưa chiều nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động giao thông cũng như việc hong phơi nông sản của bà con nông dân. Tuy nhiên, với độ ẩm không khí giảm thấp thì nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Người dân cần lưu ý tránh để xảy ra hỏa hoạn gây nguy hiểm. Với thủ đô Hà Nội, ngày nắng hanh, đêm rét buốt sẽ là kiểu thời tiết chủ đạo trong những ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ở mức 23 đến 24 độ, độ ẩm tương đối thấp, trung bình ngày ở vào khoảng từ 45 cho tới 50%. Về chiều tối, nhiệt giảm mạnh với thấp nhất từ 11 cho tới 14 độ. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn nên quý vị cần chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Ở phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên sáng nay cục bộ còn có điểm mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Từ chiều, mưa sẽ giảm nhanh. Mặc dù mưa giảm dần, nhưng lũ trên các sông ở Bình Định, Phú Yên vẫn cao, từ báo động 2 cho tới báo động 3. Ngập lụt diện rộng còn xảy ra từ Quảng Ngãi cho đến Khánh Hòa và Gia Lai, nên người dân các khu vực này cần chú ý đề phòng. Trong xu thế giảm mưa của khu vực nên hôm nay thành phố biển Đà Nẵng cũng đang tạnh ráo dần. Trưa chiều nay trời còn hửng nắng ấm. Vì vậy mức nhiệt hôm nay cũng sẽ tăng lên ngưỡng 25 đến 26 độ. Về tối và đêm trời lạnh với mức nhiệt từ 21 đến 22 độ. Cùng chung xu thế thời tiết tốt lên nên hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh mưa chỉ còn xảy ra vài nơi vào chiều tối với lượng không đáng kể. Ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều nay đạt mức 31 đến 32 độ. Tiếp theo bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.